Hello quý anh chị, mình đã trở lại với kênh Nhà Đất bên em nha. Thì trong video clip ngày hôm nay em Duy sẽ gửi đến quý anh chị mình thêm một sản phẩm nhà phố mặt tiền của anh chị. Và mẫu nhà của mình ngày hôm nay là thiết kế theo kiểu máy hộp nha. Ồ, rất là hiện đại luôn. Thì quý anh chị mình thấy đó, mặt dựng rất là đẹp nha. Căn nhà của mình ngày hôm nay với diện tích là ngang 5 nha, chiều dài là 26m. Nhà thì được thiết kế là một trệt một lầu của anh chị, gồm 3 phòng ngủ nha và 3 nhà vệ sinh luôn. Nhà vệ sinh thì khép kín cho phòng ngủ mình hết nha. Và đặc biệt cái mẫu nhà ngày hôm nay được thiết kế rất là hiện đại và sang trọng nha quý anh chị. Vị trí là ngay trục đường Đinh Đức Thiện nha, từ chợ Bình Chánh mình di chuyển một tới cái chỗ khu nghiệp Cầu Tràm á, từ khu nghiệp mà vô nhà khoảng tầm 300m thôi nha, rất là gần luôn. Và từ đây mình ra chợ khu nghiệp rất là gần nha quý anh chị, đầy đủ tiện ích hết nha. Và nằm trên mặt tiền ở đây là mặt tiền không nha quý anh chị. Xe tải của chú anh chị mình đã di chuyển qua tới tận nhà nha. Đó, và căn nhà của mình ngày hôm nay thì tài chính của anh chị mình khoảng tầm 1 tỷ thôi nha, là mình có thể sở hữu ngay căn nhà ngày hôm nay luôn, rất là tuyệt vời nha. Thì giờ em như mời quý anh chị mình tham quan nhà đi, sau đó trong video clip em như sẽ báo giá chi tiết cho anh chị mình biết luôn. Thì ở đây á, thì trước khi bước vào nhà mình á, em có trang chuẩn bị cho mình luôn lốp cổng nha quý anh chị. Đó, cổng sắt hộp nè, bốn cánh có sơn tĩnh điện chống bị sét cho mình, và có cắt CNC nè, nhìn rất là đẹp nha. Đó, có PVC da gỗ cho mình luôn. Cổng ở đây á, thì phía trên đây em như có làm cái vòm mái cho mình nè quý anh chị. Ôi rất là đẹp nha. Phía nhà thì có hai cái bóng đèn trang trí luôn. Ôi có trồng cây tiểu cảnh trước nhà cho mình, rất là đẹp nha. Ôi lắp đặt sạch sẽ hết luôn. Phía sau bên trong đây á, sẽ là khoảng khu vực phòng sân trước nha quý anh chị. Sân trước đây á, thì rất là rộng nha. Vậy đây quý anh chị có thể đậu được chiếc ô tô từ 7 chỗ đến 9 chỗ nè. Đó, trồng cây tiểu cảnh cho mình, bao gạch thì ốp tường thì ốp cao sạch sẽ cho mình nha. Ôi thích hợp đi quý anh chị làm thêm mái che ra, che mưa che nắng. Ở mặt dựng thì quý anh chị mình thấy đó, mẫu mới rất là hiện đại quý anh chị. Ở phía trên thì có dãy đèn led cho mình nè, rất là sang trọng luôn. Ở ban công thì có trồng cây luôn nha, rất là đẹp luôn. Thì tiến sau bên trong nhà của mình ở đây á, thì em cũng có trang bị cho mình thêm một lớp cửa nha quý anh chị. Cửa cũng là cửa sắt hộp nha, bốn cánh rất là chắc chắn luôn nha, và đi chung với kính trong nha. Ở kính cường lực 12 ly luôn, rất là tuyệt vời. Ở nhà mình bước vào khoảng không gian phòng khách đây nha quý anh chị, rất là đẹp luôn. Đó thì ở đây á, thì em có trang trí cho mình ốp nè, những tấm PVC nha quý anh chị. Ở giả gỗ và nè, nhìn rất là sang trọng nha. Bên đây thì có cài tivi cho mình. Đó, và ở đây thì em sẽ lắp sẵn cho quý anh chị mình một bộ ghế sofa nha, rất là đẹp nha. Phía trên trần là trần thạch cao nha quý anh chị, đi với hệ thống đèn lon đèn led luôn. Trên giữa thì có quạt trần cho mình, còn có bóng đèn kiểu luôn nha. Đây thì tủ tivi đây thì thiết kế rất là đẹp nha quý anh chị. Ở đây quý anh chị mình có thể gắn tivi ở đây. Ở có hệ thống cửa lùa nè. Ở thì đây thì quý anh chị mình có thể đóng lại, mở ra mở vô rất là thoải mái luôn nha. Trên cầu thang ở đây thì em cũng có thiết kế cho quý anh chị mình thêm cái tủ âm tường nè. Ở có sẵn những cái món quà lưu niệm đây nha, em như trang trí nhìn rất là đẹp nha quý anh chị. Ở có dãy đèn led phía trong luôn, kệ tủ rất là nhiều nha. Căn nhà của mình ngày hôm nay là sổ hồng riêng. Đó thì tài chính quý anh chị mình khoảng tầm 1 tỷ thôi nha, là mình có thể sở hữu ngay. Và đặc biệt nhà của mình á thì phù hợp cho anh chị gia đình mình ở từ 8 đến 10 người luôn nha. Nhà rất là rộng rãi thoáng mát nha quý anh chị. Khu vực cầu thang lên tầng 1 nè, có tay vịn bằng gỗ cho mình và có cũng bảo vệ bằng sắt nha. Ở khu vực cầu thang ở đây á thì có dãy đèn led luôn cho mình luôn nha quý anh chị. Đó, rất là đẹp luôn. Phía trên thì có giếng trời cho quý anh chị mình luôn nha. Ở đây thì lấy sáng lấy gió vào. Đây tiếp đến đây sẽ là căn phòng ngủ nha. Phòng ngủ này rất là rộng rãi quý anh chị. Ở có PVC cho mình nè. Ở đèn trần CB mới làm đầy đủ hết cho mình. Phòng thì có cửa sổ thông thoáng nha. Cửa phòng tất cả đi cửa gỗ quý anh chị. Ở rất là nặng luôn. Đây hệ thống cửa sổ nè, cho anh chị mình thể lấy sáng lấy gió vào. Đây thì có dán tranh 3D cho mình và kèm là một cái toilet nha anh chị, sử dụng chung với tầng trệt luôn. Ở một bên tắm win khô cho mình, ốp gạch cao sạch sẽ nha, nhưng nội thất rất là cao cấp nha anh chị. Tiếp theo đây sẽ là khoảng khu vực phòng bếp nè. Bếp ở đây thì quý anh chị mình thấy đó, nhìn rất là rộng rãi và thoáng mát nha. Ở đây Dư thì cũng gắn cho mình thêm là bếp trên nè, ở bếp dưới luôn. Bồn là mặt bếp thì dán chắn đá qua cương cho mình nha, có chén gương cho mình nè. Ở bồn là bộ nóc 3.4 luôn, chống đi xét. Ở có cây xanh. Như đây thì tặng quý anh chị mình bộ bàn ăn 6 ghế nha, nhìn rất là đẹp luôn. Ở bên đây thì ốp PVC cho mình. Ở phía trên trần là trần thạch cao nha, có những cái bóng đèn chùm nè, thì quý anh chị mình thấy nhìn rất là sang trọng và tinh tế nha. Ở khu vực phòng khách đây rất là rộng luôn. Ở đây thì cửa phía sau đây thì em như sử dụng là cửa nhôm quý anh chị, nhôm sifa đi chung với kính cường lực luôn, để quý anh chị làm thêm bộ vẹm nữa mình tăng riêng tư. Và tiếp đến đây sẽ là khu vực sân sau nha. Sân sau đây thì em như chừa rất là rộng nha, để cho quý anh chị thấy phơi đồ nè. Ở trồng cây tiểu cảnh như đó rất là phù hợp luôn. Căn nhà của mình ngày hôm nay á, thì với mức giá tổng căn nhà này á, là 3 tỷ nha quý anh chị. Sổ hồng riêng có hỗ trợ vay thì anh chị mình đưa trước khoảng tầm 1 tỷ thôi là mình sở hữu ngay căn nhà ngày hôm nay luôn, rất là tuyệt vời nha. Nhà mình thì mới hoàn thiện nha quý anh chị. Ở diện tích là ngang 5, chiều dài là 26m, công năng là gồm 3 phòng ngủ nha và 3 nhà vệ sinh luôn. Nhà này á, thì quý anh chị mình thấy đó, rất là đẹp nha, không có chê được điểm nào hết luôn, phù hợp cho gia đình mình ở từ 8 đến 10 thành viên. Thì trên màn hình thêm lại số điện thoại của em á, thì quý anh chị nào mình xem clip này nếu thấy phù hợp thì cứ liên hệ với em nha. Ở giá rất là rẻ và vị trí rất là đắc địa của chị, nằm sát bên chợ khu nghiệp luôn. Và từ đây có chú anh chị mình di chuyển ra chợ Bình Chánh nè, khoảng tầm 4 cây nha, và lên như Bình Tân nè,
ở quận 7, quận 8, quận 10 đó khoảng tầm 20-25 phút thôi nha, rất là tiện lợi luôn. Rồi thì quý anh chị là mình quan tâm thì cứ liên hệ với em. Thì ngoài ra bên kênh của em á thì còn rất là nhiều giá rẻ đấy quý anh chị, giá từ vài trăm trên dưới 1 tỷ á, thì bên em vẫn có nha. Thì anh chị mà mình đang cần tìm kiếm mua nhà tầm giá khoảng bao nhiêu á thì cứ mạnh dạn liên hệ với em, thì em sẽ tư vấn quý anh chị về những căn nhà phù hợp nhất nha. Rồi không để quý anh chị mình chờ lâu nữa, như mà quý anh chị mình tiếp tục lên trên thông quan nè. Rồi thì đây sẽ là khoảng khu vực cầu thang mình di chuyển lên tầng lầu nha quý anh chị. Ở khu vực cầu thang này rất là rộng rãi nha, có PVC cho mình nè. Ở đây thì có ốp gạch sạch sẽ hết luôn. Ở khu vực cầu thang này thì có đèn LED nha, để soi sáng khu vực cầu thang của nhà mình luôn. Đây có đèn trang trí nè. Phía trên đó thì quý anh chị mình thấy đó có giếng trời luôn nha. Đó, tại mình sẽ bằng gỗ cho mình. Trên tầng 1 mình nó sẽ bao gồm là hai phòng ngủ nha quý anh chị và hai nhà vệ sinh. Đó, và đây sẽ có một khoảng không gian phòng thờ nha anh chị. Ở đây thì quý anh chị mình có thể thờ cúng ông bà gia đình mình, tổ tiên gia mình nè. Còn không thì mình có thể làm phòng đọc sách ở đây, phòng vui chơi ở đây. Ở rất phù hợp luôn nha, có BBC cho mình, rồi dán tranh lụa nè, nhìn rất là thẩm mỹ luôn. Phía trên trần vẫn là trần thạch cao nha quý anh chị. Tiếp theo đây sẽ là một căn phòng ngủ nha quý anh chị. Ở phòng ngủ trên tầng 1 của nhà mình rất là rộng rãi nha, và có khoảng sân sau ở trên ban công phía sau luôn. Ở đây thì có cửa sổ thông thoáng nha, có dán tranh 3D cho mình. Ở trần là trần thạch cao nha. Ở đây là toilet nha quý anh chị. Toilet đây là sử dụng trong phòng ngủ luôn nha. Họ có bồn tắm cho mình nè, họ nhìn rất là sang trọng nha, ở và sạch sẽ luôn. Ở đây thì có bồn rửa mặt, có gương thì có đèn cho mình luôn nha. Ở cửa phòng là đi cửa gỗ nha quý anh chị, toàn bộ là cửa gỗ hết luôn. Họ nhìn rất là thẩm mỹ nha. Đây thì cũng có đèn trang trí cho mình nè, ở BBC đầy đủ hết. Tiếp theo đây sẽ là phòng ngủ master của mình nha anh chị. Phòng ngủ master thì có nhà vệ sinh khép kín trong phòng ngủ mình luôn, một bên tắm một bên khô nha. Ở và đây sẽ là phòng ngủ của phía trước của mình nè, ốp BBC rồi à, trang trí đèn đốm thì rất là đẹp luôn. Phía ngoài đây sẽ là ban công của mình nha anh chị. Ban công ở đây thì em dư đổ suốt ra cho anh chị mình luôn nè. Có trồng cây tiểu cảnh nha. Khu ban công thì rất là rộng luôn. Và khu dân cư thì đông đúc hiện hữu ở đây. Thì em xin nhắc lại nha, căn nhà của mình ngày hôm nay với diện tích là ngang 5, chiều dài là 26m. Nhà theo thiết kế là một trệt một lầu nha, gồm 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Có khoảng sân đậu được ô tô nè, ở phòng khách phòng bếp rất là rộng rãi luôn. Và căn nhà này đặc biệt là phù hợp cho gia đình mình ở từ 8 đến 10 người luôn nha quý anh chị. Nhà rất là rộng rãi và thoáng nha. Với mức giá tổng căn này chỉ có 3 tỷ nha quý anh chị. Ở sổ hồng riêng có hỗ trợ vay thì anh chị mình đưa trước em vô khoảng tầm 1 tỷ thôi là mình có thể sở hữu căn nhà ngày hôm nay luôn. Thì trên góc trái màn hình thì lại số điện thoại của em thì quý anh chị nào mình xem được clip thì thấy phù hợp nè, thấy yêu thích căn này thì cứ mạnh dạn liên hệ với em. Ở khu vực này thì em đi thấy căn này thiết kế rất là đẹp nha anh chị. Ở mà vị trí thì rất là đắc địa luôn, nằm sát bên chợ nè, khu công nghiệp, trường học luôn nha. Ở đây mình ra chợ khu công nghiệp rất là gần nha, khoảng tầm 300m thôi. Đầy đủ tiện ích hết luôn. Và từ đây mình ra chợ Bình Chánh khoảng tầm 3 cây nha anh chị. Và lên các trung tâm quyền chính của thành phố rất là gần luôn. Thì anh chị nào mình quan tâm thì cứ liên hệ với em. Rồi thì cuối đây mình xin chúc quý anh chị mình sẽ lý vui vẻ nè, thành công trong việc, và hẹn anh chị mình ở những video tiếp theo ạ.